các bạn, trên tay mình là chiếc điện thoại Xperia M4 Aqua, vừa mới được giới thiệu tại triển lãm Mobile World Congress 2015 và giá của nó là 299 euro, tuy nhiên chưa có ngày bán ra. Thiết kế của chiếc này khá là giống với Xperia Z3, như là cái phần viền này đó, bốn viền nó cong từ trên xuống dưới, rất là giống với chiếc Z3 cao cấp, mặc dù là bốn cái viền này nó được làm bằng nhựa chứ không phải là kim loại. Mặt trước chúng ta có một cái màn hình 5 inch độ phân giải là 720p, có camera phía trước là 50 megapixel, có thể chụp góc rộng lên tới 88 độ, thì khi mà chúng ta chụp tự sướng chúng ta sẽ lấy được nhiều gương mặt hơn trong cùng một cái bức hình đó. Cảm giác cầm trên tay chiếc máy này rất là nhẹ và nó cũng rất là thoải mái, không có quá cứng tay đó. Bốn cạnh không có gì đặc biệt hết, ngoại trừ là chiếc máy này nó có khả năng chống nước chống bụi, nhưng mà cái cổng âm thanh 3.5 và cổng micro USB nó không cần phải có nắp đậy bảo vệ để mà có thể chống nước vào. Trước đây cổng 3.5 thì không cần có cổng, nhưng mà cổng micro USB thường là phải có nắp bảo vệ, kể cả trên cái máy trước đây của Sony, nhưng mà trên cái chiếc M4 Aqua này thì Sony đã tự tin bỏ cái nắp che ra mà vẫn đảm bảo được là nước sẽ không vào được cái cổng âm thanh 3.5 này. Rồi ở đây Sony có để một cái máy tính bảng để mà chúng ta tra cứu thông tin. Các bạn có thể xem một chút về cái cấu hình. Đó sẽ có 3 màu, đen, trắng và màu hồng. Có màu hồng là vui nè. Có kết nối 4G LTE, màn hình 5 inch 720, tấm nền IPS. Đó. Mặc dù là 5 inch 720p chưa đạt đến Full HD, tuy nhiên mình thấy cái độ mịn màng của hình ảnh trên cái màn hình này nó rất là tốt, được thể hiện rất là tốt. Hình ảnh gần như là không có bị bể hạt và màu sắc cũng rất là tươi tắn. Một số cấu hình khác ví dụ như là chip Snapdragon, để mình mở lại cho bạn xem. Chiếc Qualcomm Snapdragon 8 nhân 2GB RAM, 128GB, NFC, Wi-Fi, ABGN, pin 2004. Xin cảm ơn các bạn.